Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Nga dự tính trả đũa sau cuộc tấn công của Ukraine gần trụ sở quân đội ở Moscow. Nga dự tính trả đũa Ukraine sau khi hai máy bay không người lái drone làm hư hỏng nhiều tòa nhà Moscow sáng sớm thứ Hai, trong đó có một tòa nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng, được Nga gọi là hành động khủng bố táo tợn. Không ai bị thương trong cuộc tấn công, nhưng một drone tấn công gần tòa nhà Moscow, nơi quân đội Nga tổ chức cuộc họp về chiến dịch quân sự đặc biệt, giáng một đòn mạnh mang tính biểu tượng, cho thấy tầm hoạt động của những drone như thế này. Những con đường xung quanh tạm thời đóng cửa, cửa sổ trên hai tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng bị drone thứ nhì tấn công ở một quận khác của Moscow bị vỡ nát. Và mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Cô Polina sống gần nhà trên đường Lakachev Avenue cho biết cô tỉnh giấc vì một tiếng nổ lớn, đồ đạc trong nhà của cô rung lắc mạnh. Bộ Ngoại giao Nga cho hay một drone kiểu trực thăng thứ ba không mang theo chất nổ đã rơi xuống một nghĩa trang ở thị trấn ngoại ô Moscow. Điện Kremlin cho biết Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch ở Ukraine và đạt tất cả mục tiêu của chiến dịch vốn bị Kiev và phần lớn Tây Phương gọi là cuộc xâm lược tàn bạo. Cuộc tấn công bằng drone nhắm vào Moscow là cuộc tấn công nổi bật nhất như thế này kể từ khi hai drone bay đến Điện Kremlin hồi tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga cho hay 17 drone cũng tấn công Crimea đêm qua. Nga sử dụng thiết bị chống drone và phòng không để bắn hạ drone của Ukraine. Lãnh đạo khu vực Crimea cho hay một kho đạn bị tấn công và một tòa nhà bị hư hỏng. Belarus trang bị vũ khí cho cơ quan tình trạng khẩn cấp để sẵn sàng trong trường hợp xung đột vũ trang. Bộ tình trạng khẩn cấp của Belarus đã hoàn tất trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự cho nhân viên để sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Bộ trưởng Vadim Sinyavsky cho biết là nhân viên Bộ Tình trạng Khẩn cấp sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bộ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang hay bạo động. Tổng thống Alexander Lukashenko vào hôm đầu năm nay cho biết ông muốn mỗi người đều có thể sử dụng được vũ khí để mà chống trả hành động xâm lược. Mặc dù không đưa binh lính sang Ukraine, ông Lukashenko cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để mở cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022. Belarus và Nga sau đó đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự chung và vào hồi tháng 6, ông Lukashenko cho phép Nga đưa vũ khí hạt nhân sang Belarus. Một quyết định đã bị Tây Phương mạnh mẽ lên án. Ông Lukashenko cũng thường xuyên gặp gỡ với Tổng thống Nga là Putin với chuyến công du mới nhất của Tổng thống Belarus đến Moscow vừa kết thúc vào hôm thứ Hai, nơi mà hai vị lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ đối tác chiến lược. Việc ông Lukashenko phụ thuộc vào ông Putin cho sự tồn vong của ông đã gây ra mối lo ngại ở Kyiv rằng ông Putin sẽ thúc giục ông Lukashenko tham gia cuộc tấn công trên mặt đất và mở ra một mặt trận mới trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Hy Lạp đối diện đợt nắng nóng mới trong khi cháy rừng hoành hành. Hy Lạp chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới hôm nay trong khi cháy rừng hoành hành trên hai hòn đảo du lịch nổi tiếng. Ở thủ đô Athens, nhiệt độ dự đoán sẽ lên đến 106 độ F và lên đến 111 độ F ở miền trung Hy Lạp. Thời tiết nóng bức diễn ra sau đợt nắng nóng cuối tuần qua và sau khi hàng ngàn người địa phương và du khách chạy trốn cháy rừng ở đảo Rhodes và Corfu, với thủ tướng cảnh báo đất nước đang chiến đấu với lửa. Nhiệt độ lên đến 115 độ F ở Gaitio ở bán đảo Peloponnese hôm Chủ nhật, mặc dù chưa đến mức kỷ lục 118 độ F. Nhà chức trách di tản gần 2.500 người khỏi đảo Corfu hôm thứ Hai sau khi hàng chục ngàn người chạy trốn các đám cháy trên đảo Rhodes với nhiều du khách cố gắng về nước trên các chuyến bay di tản. Hơn 260 cảnh sát cứu hỏa đang ứng phó các đám cháy rừng trong ngày thứ 8 liên tiếp trên đảo Rhodes với sự trợ giúp của hai trực thăng và hai phi cơ cứu hỏa. Cháy rừng cũng đang hoành hành trên đảo Evia, nơi cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp ra lệnh di tản tại một cộng đồng ở phía bắc. Phát biểu tại Quốc hội hôm thứ Hai, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nói rằng chúng ta đang chiến đấu với lửa. Ông cảnh báo đất nước đối diện thêm 3 ngày khó khăn phía trước khi nhiệt độ giảm xuống. Bộ trưởng bảo vệ dân sự Vasilis Kyriakos cho hay cảnh sát cứu hỏa ứng phó hơn 500 đám cháy trên toàn quốc trong 12 ngày liên tiếp.
Nhiều khu vực báo đi báo động đỏ hôm nay có nghĩa là nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao. Cơn bão Doxury đến gần Hoa Lục và Đài Loan. Hoa Lục kêu gọi những chiếc tàu đánh cá tìm nơi trú ẩn và nông dân thì hãy nhanh chóng thu hoạch. Trong khi Đài Loan thì đình chỉ các cuộc tập trận quân sự hàng năm do cơn bão Doxury đến gần Đông Á và với khả năng là đổ bộ và sâu trong Hoa Lục. Được biết cơn bão Doxury dự báo đi qua các hòn đảo ở cực bắc của Philippines trước giữa tuần này, trong khi mang gió mạnh và mưa lớn đến miền bắc của Đài Loan. Nhà chức trách Philippines thì nâng mức cảnh báo lên ở khu vực thủ đô và hàng chục tỉnh ở miền Bắc và bắt đầu di tản một số cộng đồng duyên hải nằm trong đường đi của cơn bão. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Cộng hôm nay cho biết với gió mạnh lên đến 138 mph một giờ, thì bão Doxury có thể đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông trong ngày thứ Sáu. Và mặc dù cơn bão sẽ suy yếu nhưng với cường độ mạnh, thì nó vẫn mang mưa lớn và gió mạnh đến các thành phố dân cư đông đúc ở tại Hoa Lục. Tỉnh Phúc Kiến ra lệnh cho toàn bộ tàu đánh cá tìm nơi trú ẩn tại cảng gần nhất trước trưa ngày thứ Tư và kêu gọi nông dân hãy đẩy nhanh việc thu hoạch lúa cũng như nông sản khác. Lo ngại về vụ ngũ cốc mùa thu, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Trung Cộng vào hôm thứ Hai đưa ra cảnh báo là Doxury có thể đi sâu vào đất liền sau khi đổ bộ, ảnh hưởng đến hoa màu như là bắp và lúa ở các vùng nông thôn. Đài Loan thì hủy một số cuộc tập trận quân sự hàng năm vào hôm nay vì lý do an toàn, trong khi nhà chức trách thì chuẩn bị cho trận bão mạnh nhất có thể đổ bộ vào hòn đảo trong gần 4 năm qua. Căn cứ hải quân do Trung Cộng tài trợ ở Cambodia sắp hoàn thành. Cambodia hôm nay xác nhận công việc gần hoàn tất là một căn cứ hải quân mà Washington lo ngại sẽ dành cho quân đội Trung Cộng sử dụng sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy một cầu tàu lớn đã được xây dựng. Giới chức Hoa Kỳ nghi ngờ căn cứ RIM đang được chuyển đổi để cho Trung Cộng sử dụng khi Bắc Kinh tìm cách củng cố tầm ảnh hưởng quốc tế với mạng lưới các căn cứ hải quân và tiền đồn quân sự. Cambodia lâu nay phủ nhận căn cứ trên vịnh Thái Lan sẽ cho ngoại quốc sử dụng, mặc dù Bắc Kinh tài trợ công việc cải tạo, nhưng gây tranh cãi cũng căng thẳng trong liên hệ với Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Phát ngôn viên Cholom Sochit của Bộ Quốc phòng Cambodia cho biết căn cứ sắp hoàn tất và sẽ sớm khai trương. Cambodia tuyên bố không có căn cứ quân sự Trung Cộng nào ở đó. Cambodia chỉ hiện đại hóa quân đội để có đủ khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Hình ảnh vệ tinh mới từ Black Sky, một công ty hình ảnh thương mại của Hoa Kỳ cho thấy công việc xây dựng tiến triển nhanh tại công trường trong 2 năm qua. Hình ảnh về địa điểm cách Sihanoukville khoảng 20 km cho thấy một cầu tàu dài 363 m nhô ra biển. Chuyên gia Greg Singleton tại Viện Nghiên cứu Foundation for Defense of Democracy ở Washington cho biết có sự tương đồng gần chính xác giữa cầu tàu nước sâu trên bờ phía tây của căn cứ RIM và một cầu tàu quân sự khác tại căn cứ hỗ trợ giải phóng quân Trung Cộng ở Djibouti. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cambodia phản bác ý kiến cho rằng cầu tàu xây dựng để hàng không mẫu hạm thả neo. Hoa Kỳ lo ngại về căn cứ này từ năm 2019 khi báo Wall Street Journal loan tin về thỏa thuận cho phép Bắc Kinh neo đậu chiến hạm tại căn cứ RIM. Tòa án Hiến pháp tại Nam Hàn đã không chấp thuận việc bỏ phiếu để luận tội Bộ trưởng Nội vụ. Tòa án Hiến pháp của Nam Hàn đã bác bỏ cuộc bỏ phiếu để luận tội Bộ trưởng Nội vụ vì cuộc giẫm đạp nhân dịp Halloween. Tòa án Hiến pháp của Nam Hàn hôm nay đã không chấp thuận bỏ phiếu của Quốc hội để mà luận tội Bộ trưởng Nội vụ về cách ứng phó cuộc giẫm đạp nhịp Halloween ở tại Seoul vào năm ngoái, đã khiến cho thân nhân và các nạn nhân phẫn nộ. Dưới sự hiện diện dày đặc của cảnh sát tại Tòa án Hiến pháp, thì một số thân nhân tham dự phiên tòa đã bật khóc sau khi nghe phán quyết, trong đó hai bà mẹ đã gục ngã và được xe cấp cứu đưa đi. Hồi tháng 2, thì các nhà lập pháp bỏ phiếu để mà luận tội Bộ trưởng Lee Sang-min, kêu gọi ông nhận trách nhiệm vì đã sai sót trong khi ứng phó với cuộc giẫm đạp làm cho 159 người bị thiệt mạng ở tại Seoul. Thẩm phán Lee Jong-so của Tòa án Hiến pháp cho biết rằng thảm kịch này không phải do một nguyên nhân hay do một người gây ra.
các cơ quan chính quyền không có khả năng ứng phó một cách đồng nhất với các thảm họa quy mô lớn như thế này. Mặc dù tòa án xác định Bộ trưởng đưa ra bình luận không phù hợp, nhưng phát biểu đó thì không phải là cơ sở để mà luận tội, và tòa tuyên bố ông không sao lãng nhiệm vụ. Sau phán quyết thì hãng thông tấn Yonhap đã dẫn lời Bộ trưởng Lee cho biết rằng đây là lúc để đoàn kết và chấm dứt chia rẽ chính trị xung quanh cuộc giẫm đạp. Hàng chục thân nhân và người ủng hộ đã tập trung phía trước của tòa án phản đối tòa án đã miễn truy tố ông Lee Sang-min. Bà Choi Soon-mi là mẹ của một nạn nhân đã gọi phán quyết của tòa là một phán quyết gây ra choáng váng. Tổng thống John Suk-yo thì bác yêu cầu của phía đối lập đòi ông cách chức ông Lee. Văn phòng Tổng thống và Đảng Cầm quyền lên án Đảng Dân Chủ, cáo buộc là họ lợi dụng thế đa số để mà thúc ép cuộc luận tội. Bắc Hàn phóng hai hỏa tiễn sau khi tàu ngầm Hoa Kỳ đến Nam Hàn. Quân đội Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã phóng hai hỏa tiễn đạn đạo ra khỏi biển tối thứ Hai, vài giờ sau khi một tàu ngầm Hoa Kỳ đến một căn cứ hải quân ở Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho hay Bắc Hàn phóng hai hỏa tiễn đạn đạo, cả hai đều rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cuộc phóng hỏa tiễn diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên, trong khi Nam Hàn và Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp để tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng chống lại chương trình vũ khí của Bắc Hàn bằng cách đưa vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ đến Nam Hàn. Bắc Hàn phản ứng tức giận, nói rằng việc điều động khí tài như thế này có thể hội đủ điều kiện để Bắc Hàn sử dụng vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ với các đồng minh về cuộc phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, gọi đây là hoạt động gây bất ổn. Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho hay cuộc phóng hỏa tiễn không đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ hay các đồng minh. Trước đó, một tàu ngầm Hoa Kỳ đến căn cứ hải quân ở đảo Jeju ở miền Nam Nam Hàn để nhận tiếp tế, trong khi thực hiện một nhiệm vụ. Cuối tuần qua, Bắc Hàn phóng một loạt hỏa tiễn hành trình ra biển. Biểu tình làm chấn động Israel khi Quốc hội thông qua dự luật để hạn chế quyền lực của tối cao Pháp Viện. Quốc hội của Israel hôm thứ Hai đã phê chuẩn dự luật đầu tiên trong chương trình cải tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, sau khi những nỗ lực thỏa hiệp phút chót sụp đổ và không giải quyết được cuộc khủng hoảng hiến pháp đang bao trùm đất nước trong nhiều tháng qua. Sửa đổi nhằm hạn chế quyền của tối cao Pháp Viện để bác đi một số quyết định của chính phủ nếu tòa xem là không hợp lý, được thông qua với 64 phiếu ủng hộ và 0 phiếu chống. Sau khi các nhà lập pháp đối lập bỏ phiên họp để mà phản đối, một số nói lớn đáng hổ thẹn. Các cuộc biểu tình phản đối sửa đổi này bắt đầu từ sáng sớm và cảnh sát lôi người biểu tình đi khi họ chặn đường bên ngoài quốc hội. Vào chiều tối ngày thứ Hai thì hàng ngàn người đã đổ ra đường phố trên toàn quốc, chặn đường và ẩu đả với cảnh sát. Ít nhất 19 người bị bắt giữ vào hôm thứ Hai. Còn Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin đã cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Hai là bước đầu tiên. Sửa đổi này nằm trong những sửa đổi tư pháp lớn hơn đã được chính phủ công bố vào hồi tháng 1, ngay sau khi chính phủ nhậm chức. Và chính phủ cho rằng những sửa đổi này là cần thiết để ngăn chặn việc vượt quá thẩm quyền của tối cao Pháp Việt. Những người chỉ trích thì cho rằng sửa đổi sẽ mở đường cho lạm quyền vì xóa bỏ việc kiểm tra thẩm quyền của ngành hành pháp. Đề nghị sửa đổi đã dẫn đến làn sóng biểu tình toàn quốc chưa từng thấy, khiến cho các đồng minh ở ngoại quốc lo ngại về nền dân chủ của Israel. Ngay sau cuộc bỏ phiếu thì một tổ chức giám sát chính trị và lãnh đạo đối lập nói rằng họ sẽ kháng cáo luật lên tối cao Pháp Viện. Đảo chết hoang vắng trở thành điểm nóng du lịch tưởng niệm. Một bệnh viện đổ nát trên khu đất 18 mẫu thường được gọi là đảo chết đang trở thành điểm nóng du lịch tưởng niệm. Du khách tìm đến Poveglia, hòn đảo nhỏ nằm giữa Venice và Lido ở phá Venice, từng là điểm cách ly và là nơi an táng tập thể của hơn 160.000 nạn nhân cái chết đen. Theo truyền thuyết, người dân địa phương đến hòn đảo này ngay cả khi họ xuất hiện triệu chứng nhẹ nhất của đại dịch cái chết đen và đôi khi bị thiêu sống trong dàn hỏa thiêu khổng lồ. Một bệnh viện tâm thần sau đó khánh thành trên đảo, nơi người dân địa phương kể lại câu chuyện một bác sĩ điên mổ não bệnh nhân trước khi nhảy ra khỏi tháp chuông. Hòn đảo này bỏ hoang từ năm 1986, nhưng các YouTuber đang đổ đến hòn đảo ám ảnh nhất thế giới để ghi lại hình ảnh về địa điểm cấm.
Du lịch tưởng niệm Dark Tourism là khuynh hướng du khách tìm đến những nơi trước đây gắn liền với chết chóc và bi kịch như diệt chủng, ám sát, giam cầm, thanh tẩy sắc tộc, chiến tranh hay thiên tai. Đảo Poveglia được nhắc đến trong tài liệu cổ từ năm 421 trong thế kỷ thứ 9. Hòn đảo là nơi sinh sống chính của người tị nạn từ Padua và Este, hai thị trấn ở Ý. Phần đông là phụ nữ và trẻ em chạy trốn những kẻ xâm lược tàn ác. Người tị nạn sống trên đảo cho đến thế kỷ 14 khi khu vực bị bỏ hoang. Nhưng sau đó đại dịch bùng phát ở Ý làm cho 75% dân số Âu Châu tử vong. Venice đưa bất kỳ ai có triệu chứng đến Poveglia được xem là án tử hình. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Hình Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.